cho tập hợp A x x bằng 2 n cộng 1, n thuộc vào số tự nhiên khác không? Thì các bạn nhớ n sao á chính là số tự nhiên khác số không nha các bạn. Vậy n của mình sẽ lấy những số sau đây nè: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vân vân và vân vân. Vậy ta chỉ cần gì à? Ta thế n vào x sẽ 2n cộng 1, thế n vào thì mình cho 1 nè, thế n bằng 1 vào đây. Vậy mình có 2 nhân 1 cộng 1 bằng bao nhiêu à? Bằng 3. Tiếp tục cho n bằng 2, vậy là 2 nhân 2 cộng 1 bằng 5. Cho n bằng 3 vào, vậy là 2 nhân 3 cộng 1 bằng 7. Cho n bằng 4 vào thì là 2 nhân 4 cộng 1 bằng 9. Cứ tiếp tục như vậy ta sẽ có được rằng x, được chưa, là 3 5 7 9. Thì nhìn vào đáp án thì ta thấy rằng câu B là không thuộc vào A.